Xin chào tất cả anh chị. Ngày hôm nay cửa hàng dụng cụ y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu với anh chị một mẫu khung tập đi với model là MS316 đến từ thương hiệu Onyx, sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Trọng lượng của khung tập đi này sẽ là 7,6 kg và tải trọng tối đa là 75 kg. Với chất liệu là khung nhôm phủ sơn kèm theo là vải đệm bằng vải và hai tay cầm bằng nhựa sẽ giúp cho người ngồi cảm thấy thoải mái hơn ha chị. Rồi thì chiều cao trung bình của khung tập đi này sẽ là 78-79 cm, tối đa mình có thể tăng đưa thêm 13 cm nữa là tổng là 92. Đây mình sẽ dùng cái này để mình tăng đưa lên chị. Chiều dài của khung này là 77 cm và chiều rộng là 65, khoảng ngồi sẽ là 45 cm. Và chiếc khung tập đi này sẽ có những cái ưu điểm nổi trội. Thứ nhất là sẽ dùng là khóa bánh là dùng bằng tay cầm nha anh chị, mình sẽ dùng tay mình khóa hai cái tay bóp thắng đây này. Đó, rất là tiện lợi để dành cho người lớn tuổi khi mà mình tập đi nha anh chị. Rồi cái ưu điểm thứ hai của khung tập đi này đó chính là đi chợ thì sẽ kèm theo cái khung tập đi này chính là một cái túi xách nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Đây mình có thể là sử dụng để lên trên vai hoặc là mình để thẳng lên trên xe. Thì ở hai bên hông của chiếc túi xách này sẽ có hai cái lỗ như thế này để mình bỏ lên. Đây, đó là mình đã trở thành một chiếc xe đi chợ. Rồi thì khi mà đi chợ mệt quá thì sẽ có thêm một cái phần là tựa lưng. Đây mình sẽ lắp ráp trực tiếp vô. Ở đây là sẽ có hai cái khớp nha chị. Đây thì phần tựa lưng này á, ở bên trong sẽ là một lớp nhựa, ở bên trong sẽ là cái nhựa dẻo và ở ngoài sẽ có một lớp vải mềm để khi mà mình đi mệt mình có thể dùng như một chiếc ghế ngồi tựa, rất là tiện lợi. Và cái ưu điểm thứ tư của khung tập đi này đó chính là xếp gọn. Khi mà ở trong một cái không gian hẹp hay là mình muốn dọn dẹp cắt gọn gì đó, mình đi du lịch chuyển đi nơi xa thì mình có thể là dễ dàng xếp gọn chiếc khung tập đi này bằng cách như thế này. Thì ở phía sau đây sẽ có hai cái khớp. Đây, hai cái khớp đây, mình chỉ cần là đẩy nó qua như thế này, nhẹ nhàng. Rồi mình đẩy nó lên. Rồi, thế là chiếc khung tập đi của mình đã dễ dàng xếp gọn. Video của em tới đây là hết. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.